Bài viết này nhằm phê phán vào một hiện tượng rất thường xảy ra ở xã hội ta, khi mà những kẻ ngu dốt cùng với những đức tính của họ đang truyền bá cái sự ngu dốt ấy đi khắp nơi, mang lại nhiều thiệt hại về người và tài sản cho kẻ khác, cũng như làm hỏng cả một thế hệ trẻ. Và dĩ nhiên, cái sự ngu dốt ở đây hoàn toàn không phải là cái định nghĩa thường thức mà các bạn đọc đầy rẫy trên mạng, mà là một cái khác, tôi xin tạm gọi là định nghĩa của bản thân. Ngu dốt ở đây là gì? Trong cuộc đời mình, chưa một lần nào tôi cho rằng những người không được tiếp cận với môi trường giáo dục tử tế, không có bằng cấp này nọ là những người ngu dốt. Điều đó quá sức ngu xuẩn ở chỗ. Ông bán hủ tiếu đầu ngõ chưa học hết cao ba ấy là một cao thủ dùng dao khi mỗi miếng thịt ông sắt ra mỏng ngang miếng giấy, rớt xuống đất chó liếm không lên. Bà đồng nát chưa một lần biết đến mặt chữ là một cao thủ tính nhẩm, nhẩm nhanh đến nỗi tính thiếu gần nửa cân nhôm nhựa cho mình mà vẫn phải gật gù khen lấy khen để là tính hay. Ông sửa xe chưa từng có cơ hội học trường nghề, mà chỉ tốn có 10 phút để tháo bộ máy ra lau chùi và 10 phút nữa để lắp lại toàn bộ. Ai mà bảo họ ngu nên ngồi ngay ngắn vào bàn, nhìn vào gương mà tự hỏi phải chăng mình còn có chút nếp nhăn nào trên não hay không. Ấy thế mà năm ngoái, gặp cái anh A làm ở công ty B, ngồi nhậu ở cái quán C, vỗ ngực tự khen, rồi gật gù khuyên nhủ thằng con mà tôi phải thốt lên: "Ôi, đây mới đúng là cái thằng ngu dốt." Học nhiều vào để làm gì? Thạc sĩ tiến sĩ cũng thất nghiệp đầy đường ra đấy. Con học vừa phải thôi, rồi sau này ba lo cho công việc. Muốn làm chỗ nào lo cho chỗ đấy. Nhìn ba đây, có cần học hành gì đâu, mà cũng nhà cao cửa rộng, nuôi gia đình, xe hơi đầy đủ. Trích lời ông thất phu ngu chính hiệu con đà điểu. Nghe xong câu này, tôi chỉ còn nước lắc đầu, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy ông thần ngu. Cái ngu này nó không chỉ hại chính bản thân ông, mà nó còn hại cả một thế hệ sau này, liên lụy đến một xã hội, đến tương lai của cả một đất nước. Cái ngu này là từ tư tưởng, từ suy nghĩ, từ cái tự ái và là cái biện hộ cho sự thiếu thốn học thức của bản thân mình. Ngu có hại gì? Hại chứ, hại nhiều lắm. Về những hình ảnh, những dẫn chứng thì các bạn cứ search trên mạng. Mà cái nguy hiểm nhất là chẳng bao giờ những kẻ ngu này chịu nhận ra điều đó ở bản thân, mà dãi nảy lên mỗi khi bị đụng chạm. Một điều tôi luôn nhận thấy ở tuýp người này là họ luôn luôn ca ngợi vào sự khéo léo, sự vĩ đại của bản thân, và luôn cho rằng tiền có thể giải quyết được mọi việc, và trong lĩnh vực lo lót này thì họ rất thần thông quảng đại. Và cái sự truyền bá ấy nó dẫn đến một thế hệ mà thợ xây đi làm không biết cầm cây thước đo cắt gạch, cắt ở đầu hè cho đã, xong lại vào ướm ướm, lại gật gật gù gù cho qua, mong đến giờ đi uống bia. Ấy thế chủ mà dám động vào là đảm bảo xi măng để quên ngoài mưa hỏng cả chục bao, đồ đạc thất thoát vô số kể. Rồi chủ có dám nói câu nào không, hay vuốt vuốt cho xuôi, vì sợ việc lỡ dở mà đội thợ nào cũng sàn sàn như nhau. Bảo vật tranh sơn mài đẳng cấp quốc gia được chính thợ phục chế tranh sơn mài bảo trì hẳn -30%. Thợ cắt kính đo đo đạc đạc cho đã, đến lúc trở đến lắp vào chẳng miếng nào khớp, lại lầm bầm chửi thợ nhôm, chửi trời nóng kính nở ra không vừa, lại chở kính về, lúi húi mất nguyên một ngày công cán. Chuyên gia phục chế công trình cổ dùng phương pháp power washing để diệt nấm mốc trên công trình cổ ở Huế, bị đám ớt ơ nào đó bảo cổ kính là phải rêu phong. À ừ thì cổ kính, thì rêu phong, để xem được bao nhiêu lâu nữa thì hỏng hết cả. Học sinh đi học không vỗ ngực tự tin vào tri thức của bản thân, mà tự tin vào chức quyền của bố mẹ mình, tự tin vào quan hệ này, quan hệ nọ. Tức là cái chuẩn mực về kiến thức, chuẩn mực về chất lượng làm việc, năng suất, nó bị chèn ép tới mức thấp nhất, thậm chí chả cần phải học hành nhiều chi cho cam mà đi theo thầy, theo thợ làm 1-2 ngày là đủ. Bởi vậy nên các vị shark đang bảo phải tăng giờ làm lên, bởi vì năng suất làm việc càng ngày càng đi xuống theo diện rộng. Nguyên một cái tiêu chuẩn nó là như thế thì thật sự cũng đến chịu mà thôi. Bởi vì ai cũng cốt học cho ra trường sớm để mà đi làm kiếm tiền bù lỗ, chứ chẳng ai còn hứng thú để mà trau dồi kiến thức cho tử tế. Và cũng vì cái tiêu chuẩn này mà chúng ta cứ cãi cọ nhau mãi. Trong khi đó ở EU thì thợ xây phải đi học trường nghề hẳn 2-3 năm, có kiểm tra thi sát hạch thực tế đầy đủ, không vững kiến thức thì học lại, kiểu lại mang họa vào thân và họa cho kẻ khác. Xin hỏi tại sao bao nhiêu sinh viên ra trường được đào tạo bài bản vẫn thất nghiệp? Không bàn đến vấn đề chất lượng giáo dục và định hướng ngành nghề, mà còn phải bàn đến cái đội ngũ ngu thế hệ mới chễm chệ ngồi vào ghế này ghế nọ, rồi lại vỗ ngực tự khen thành quả, nên bao nhiêu người mới phải ngậm ngùi chuyển hướng. Tôi hoàn toàn không đề cập đến việc học ngành nghề nào, đại học, cao đẳng hay trường nghề, học thầy hay tự học, mà chỉ cốt yếu tập trung vào chuyện họ có dụng tâm học hỏi, không vì cái thiếu kiến thức của mình mà từ bỏ lối thoát khỏi ngu dốt hay không.
Ác một cái là trong cái xã hội quây quần bên đống polymer sặc mùi này thì tay nào có tiền tự khắc ngôn tựa ngàn vàng. Và một khi cái tự ái của họ lên đến đỉnh điểm thì họ phải tự cao tự đại vào những cái họ có để mà bù qua đắp lại. Người chỉ vào chiếc xe mà hót véo von, kẻ khoanh tay câng mặt đứng cạnh ngôi nhà dát vàng thiết kế thô thiển. Tôi chỉ cần ngồi với tay A đã gảy phía trên tầm 10-15 phút là đã cảm thấy cuộc đời như bị lãng phí đi mất 5-10 năm. Nào là sống phải biết đặt quan hệ, phải tinh ý, phải biết cách mà dùng tiền. À vâng, mời anh dùng tiền chữa ngu cho cả bố con nhà anh, em xin kiếu. Tạm biệt ông thần ngu xong, đi ra đầu ngõ gặp ông hủ tíu nghe kể chuyện đời, tự nhiên thấy nó thấm thía hơn nhiều. Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm cậu, không có điều kiện đi học hành gì hết đâu. Cha mẹ thì bệnh tật nên tôi phải đi làm từ sớm. Mà cái nghề hủ tíu này, mình đi làm cho quán người ta rồi học làm luôn, chứ làm gì có trường lớp. Mình ít kiến thức, ít chữ nghĩa, thì mình phải cố gắng nhiều để học hỏi. Học được bao nhiêu là ráng học bấy nhiêu. Bây giờ có con rồi là cố gắng cho con nó đi học đầy đủ, để có kiến thức trong đầu bớt khổ cậu ơi. Trích lời ông chú hủ tíu sáng suốt. Mấy ai hay được rằng ông chú hủ tíu phải thức khuya dậy sớm phụ chủ làm nồi nước lèo để mà học hỏi, cắt thịt chai cả bàn tay mới được mỏng như tờ giấy. Hiếm ai ngờ rằng bà cô đồng nát phải kéo tụi học sinh lại mà hỏi cách cộng trừ nhân chia đếm nhẩm để mà còn đi làm mưu sinh nuôi con cái ăn học. Tôi trân trọng những con người này là vì họ mưu cầu kiến thức ghê gớm. Họ quý cái sự học đến vô vàn, phần vì đó là cái họ thiếu thốn, phần vì để cho thế hệ mai sau được sáng sủa hơn. Trong khi đó, kẻ ăn không hết, người lần mò mãi không ra. Nhiều vị bảo rằng có kiến thức trong đầu mà bần cùng, hố rách áo ôm thì cũng vô dụng. Ấy thế mà trong điển tích có Tất Đạt Đa từ bỏ ngôi vị, đi tha phương cầu thực cốt để đào sâu tư duy, để tìm ra con đường cho chúng sanh tự cứu bản thân khỏi khổ khỏi nạn. Không có tay Einstein ngoài ăn cơm vợ nấu, ở nhà vợ dọn, ngày chả làm gì ngoài đi bộ 3-4 km rồi về nhà châm cây tẩu lên ngồi tư duy, thì thời nay khoa học kỹ thuật làm gì đi được đến như thế? Hay phải chăng cha nội Newton mà đừng lười biếng ngồi dưới gốc táo, thì bây giờ ở sổ sách địa phương hẳn phải ghi danh anh hùng Nhật Táo, thay vì nhà khoa học bậc nhất thời đại không? Cứ tưởng tượng đến những thứ đó mà thấy rùng mình nổi da gà tẩm lợm. Các vị cứ việc ăn sổi ở thì, cứ việc khôn theo cách của các vị. Tôi thì tôi chọn làm kẻ khố rách áo ôm, cốt để thông tuệ tư duy, để có cái gì đó chuyển lại cho các thế hệ sau, chứ không phải một mớ tiền và chức vị sặc mùi polymer thấm máu dân lành. Nói đến đoạn này, nhiều đồng chí lại bảo rằng tôi ghen tị với các vị đại gia kia. Dĩ nhiên người ta phải giỏi giang lắm mới làm ăn được tới nhiêu đó. Tôi không phản bác khả năng của họ, mà chỉ đơn giản là chỉ trích cái ngu từ trong tâm tưởng, cái dấu dốt của họ. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Còn một khi đã tiếp xúc được với các gia tộc giàu thật sự và đi lên bằng học vấn đích thực thì mới thấy họ đầu tư vào giáo dục cho thế hệ con cháu đến mức nào. Đừng nghĩ rằng là tiểu thư, công tử, con nhà quyền quý mà nhẹ nhàng. Họ phải dùng năng lực của mình để cạnh tranh rất khốc liệt. Còn các tay ăn chơi trác táng thì nổi lêu phêu lên là quá hợp lý trong cái thời đại này rồi. Những hậu duệ còn lại ấy, các bạn phải gặp họ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, để ý đến cái tên dài loang ngoằng của họ thì mới biết rằng đấy là hậu duệ nhà châm anh thế Việt hạng nặng. Họ khiêm tốn và họ rất giỏi. Nghĩ mà thở dài cho những tay thất phu ngu dốt ăn sâu vào máu. Ngu không phải là cái tội nặng nề cho lắm, mà tội ở chỗ tự ái và tự cao. Hai cái cộng lại với nhau thì xứng đáng là yêu nghiệt. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.